bà chuẩn bị một số những bài sẽ chắc ngày nay cứ nhung tròn ở chai đồng lên nơi bật đi sau tiếp tôi nâng cao bình chia một tô ông bị giá nơi lơ đo với thầy và đo lấy hay sau mình chạy đá nhóm mình chỉ nhận chỉ là chip với đứa con nè để bình chia gì dù mô hai thế bình tái nhóm chạm vào mày dạy được nhóm pra về nế cứ nhóm bạn mà bị thật lạc lạc chẳng ấy có chọn chai cũng lên đó là nè đã đăng hơi nè đã thọp chi và đôi chi bật được sao xem xem đến phổi dương biết bật được sao xem xem cái nè khác ai chụp xem xem cái nè ở đây chụp chẳng những ai chạy đồng lệ nè từ bình từ màu hay ngày nấy cứ nhâm tròn chạy đồng lệ khác khác thì tôi đang ca mình chia mà tôi ông bị ra đôi chi hẹp này cần lưng này ca mình chia dương chỗ này đối đầu với thầy đôi chi phải chia hai dương chạy đồng nào đã liền gì chẳng á rồi nhóm bạn mà trip đấy chân tới đó là rất là kỳ đi đó mà đôi gửi chia sẻ cho lòng thua đó mà đôi gửi tâm đại màu quen thế hay có thuộc bàn cảm chất chất đáng đáng cảm côn thầm ấy nắng trên cho mùi mệt phẹt chung khí một bộ phổn hay có bàn bọn phía sau bây giờ chà chà mà chúng luôn đấy để tôn là bọn phía sau này cao bằng chia dân dân hay nghe nên ngâm trong trai bằng lấy để tôn này ca bằng chia mà tô ông bị gian là lừa play thì mỗi cái nhóm chân chơi đồng lệ chạy tôn nâng ca sang lên được phía chất đọc lực cầu nhóm thóp mình mà đoàn đáy nhóm bàn sang lên được phía chất đọc lực cầu hói dương trở anh ta và lên ghẹ và thu ghẹ hói chắc không bị già anh nó cứ cruz nạ nè ô con coi đẹp đoàn mũi và ông lấy coi chia phang mũi này phang dùm nuôi mũi này được phía đại dương chất đọc lực cầu hơi dương mua về mặt hai mặt mà sự hơi dương chấp ông già nên phải làm bài toilet nếu phải để toilet mà tô viên nâng mà sân viên nâng phải làm là cao viên nâng dư chân mụn chân hơi viên nâng bật tiện con dưỡng cũng ở đôi tầm một tiền đi viên nâng tăng à nâng cứ ô đi dưỡng cho anh prang ô chẳng cứ cầu vọt cái tôi đem đó à nâng cứ thả đây chẳng bằng ca lại nâng cứ nếu phải để dân sang lấy dương mua kẻ hai công phải lên chạp ông già dương phải lên mà làm món cứ dương mua mà làm món ông giá nhưng phải lên xa xa môi cho mùi kia đó phải để dân coi dân mua sang lên hết dân phải lên gì đó chập ăn già làng kháng đó phải lấy ăn già làng hơn máu cứ ô thì cứ ách đua liền ách cứ ngã liền hai mũi tiết cứ cam mình chia được lấy cầu được lấy cáo cứ là bươn dướng cứ mình ai bị chia là bươn thay bà ấy phổ với phía chớn vậy tam trắng nghe đây bị chia mà tôi ông bị giá cứ mình đại chi mình tha lươn kháng ấy còn mình dư nát nát đây chỉ tôi tư ăn có con tơ học tập ấy đây ai nâng của play cao clang được bây đại dương này ta play tổng thống á nữa của ai lan rồi lươn dương nâng đây tại dương mà tối dương ai lươn bàn này chứ được bây đại play cao dương tí muối sẽ thử sang lại của lấy cứ chủng nuôi clang và thân chi ưu ti ho tha bảo miên ông vợ về hai tay có vì ăn lươn clang này ưu ti ho dương hơi dương ấy dương bật lên giả tới cứ mà thân viên được hạ viên đồng viên dư chứng muốn bảo lấy được dư chứng muốn cầm lăng con vớ có bị dư đài chẳng bị chui tục dương mùi đài thôi mua viên tiết cứ chập dân thử cho họ phải lại cáo nữa vì đó phải cáo ấy dương công và thu ghé kháng phê dân sẽ và thu vi chừng ngày và đã chị đó phải cáo mua thèm lán cả đôi khi này nhóm cho lán ở nhau chừng này chỉ tôi tới lán dương gặp ai tầng mà tôi tầng lán được phải để đó phải cáo dân ai và thu vi chừng ngày mà còn tái đó sẽ cả nào phải cáo hay dương gặp ai và thu chi tiền được phải để và thu cứ ai khỏi nè lán chừng cá nhưng và thu cứ vi ở bươn hay lấy cao được phải lấy cao với ở bên này còn là bàn tay cả đá dương thời thì tròn ghẹt thêm là bây giờ làm nên làm lại cao từ mốc hãy lia cho cầu màu mà tối khi liền đọc lấy cao người ta lẹ ghẹt bây giờ ngày máu sang lấy hãy bật lấy cứ xô mà sang đo lịch bây giờ tới bật sinh mà tôi dân thẩm phiểu hai nó sang ở biển thì tăng đến nhé làm bây vì đo chi chủ nuôi đo mà tôi dừng cũng đã lấy cũng mua lấy cứ vì ở lò thế lịch thèm mình nó còn mình và màn đấy còn nó còn lịch bay lịch bay lịch buôn đến đây cứ vì lo cho mẹ ca chị để về đây dương chị lại cao để về đây đọc lại cao tôm cũng đại cũng cam trắng bạch cam chạp đấy dương thông minh kết thạc luôn dương ai tới rồi đại ghẻ đại khang rất phải lấy ông già cháu cứ thử với chạp ở cho câu ở nâng đem đó tuôn anh mình tiếp mua thêm chân màu mình tái tôi mới chạy là bướn mình mẹ lườn để cứ mà làm món này dương ai chụp chất mang công lên trốn lên á công lên trốn mà mồm mồm để dân kết hạ ai xong rung nâng ai chích bàn hồi dưới mình phần nắng nghe dân chi mà tập bài đã lên
នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែករំលែកអូខេមានប៉ុណ្ណឹងអស់មួយទៀតតកតងនឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ច្រើនតែនិយាយថា rider rider ណាខ្ញុំចង់បកស្រាយមកពាក្យដែរខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញការអង់គ្លេសគ្រាន់តែជាគ្រូមួយរៀនភាសាអង់គ្លេសកម្រិតទូចមួយទាបមួយរៀនក្មេងៗប៉ុន្តែចង់បកស្រាយពីពាក្យ rider ពាក្យថា ride ride គឺបកថាជីជាថាខ្មែរបកថាជី ride នឹង r i d e ជីហើយអា e r កតុយនឹងគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំយល់អត់ទៅច្បាស់ដែរកន្លែងនេះខ្ញុំបកស្រាយតាមក្រោយបើសិនជាមានពេលខ្ញុំនឹងបកស្រាយអាហ្នឹងចាក់ទៅភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែដូចជា farm កសិដ្ឋានដែលតែពេលយើងថា e r កតុយគឺវាខ្លាំងជា farmer គឺជាកសិករហើយដូចថាហៅដូចជា teachបង្រៀនការបង្រៀននេះនឹងដល់ទៅពេលយើងថែមីអូក៏ទៅខ្លាចជា teacher សម្ដៅទៅលើបុគ្គលមនុស្សដែលជាគ្រូបង្រៀនបើតោះ camera នឹងគឺផ្សេងច្រឡំអត់ចូលទេគឺយ៉ាយើងត្រឡប់ចូលពី rider វិញ rider សម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាដែលបញ្ជាយានយន្តមិនថាអាគុកមិនថាកូនទីឲ្យតែកំពុងជិះហ្នឹងគឺគេហៅថា rider ហើយបើចាំតែម៉ូតូធំជិះដើរលេងគេហៅ rider ទេអត់ទេគឺឲ្យតែអ្នកដែលបញ្ជាម៉ូតូជាជាកង់ហ្នឹងក៏ rider ដែរជិះសេះក៏ rider ដែរឲ្យតែអ្នកបញ្ជាយានជំនិះជាគេហៅថាយានជំនិះមិនឡានទេឡានគឺ driver គេបើកឡានដល់ពេល rider គឺជាអ្នកបញ្ជាយានជំនិះយានម៉ូតូដូចជាកង់ដូចជាសេះអីហ្នឹងគេហៅ rider ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ច្រើនតែនិយាយថា rider ខ្ញុំ riderអឺបង rider មែនខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយថាម៉េចមែននិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំយល់ថាគាត់ចង់និយាយថាម៉េចប៉ុន្តែគឺខ្ញុំពិបាកនឹងឆ្លើយព្រោះថាយើងឆ្លើយទៅវាដូចយើងចូលរួមខុសជាមួយគ្នា rider yeah ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អត់មានអីបន្ថែមដែរចាំមើលបើសិនជាមានអីបន្ថែមអាចជួយ comment ខាងក្រោមហ្នឹងបានពីតកតងនឹងការបញ្ជាយានម៉ូតូក៏ដូចការបញ្ជាម៉ូតូក៏ដូចជាពាក្យថា rider អស់មួយទៀតមានគ្នាយើងមួយឆាតមកខ្ញុំសួរថាប្រូកំពុងធ្វើអីខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងធ្វើការក្នុងប្រជុំហើយសួរថាប្រជុំការងារ rider មែនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់គិតមិនទេហើយក៏ខ្ញុំអត់សើចំអកគាត់ដែរបាទថាអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់មែនគាត់ថាតែនឹងគាត់គិតមិនថា rider ហ្នឹងអីខ្ញុំក៏អត់យល់ពាក្យ rider ដល់ពេលយីទៅខ្ញុំចាប់ដើមវល់វិញអត់យល់វិញថាតើ rider មានន័យថាម៉េចគាត់គិតម៉េចហើយចឹងជាការងារឬក៏ម៉េចខ្ញុំអត់យល់អីនេះហើយខ្ញុំគាត់តែជាអ្នកជិះម៉ូតូដើរលេងកំសាន្តធម្មតាមកសប្បាយសប្បាយផឹកកាហ្វេអញ្ចឹងទៅជុំចាស់ចាស់មួយតាតាមួយមិត្តភ័ក្តិអីតិចតួចយើងយូរយូរម្ដងដើរលេងឬក៏ជិះទៅកាហ្វេតាមស្គនតាមអីអញ្ចឹងទៅបើថាឲ្យជីះដើរលេងប្រសិទ្ធប្រសាទដូចជាមិនដែលមិនដូចជាគឺមិនដែលតែម្ដងហើយមិនខ្ញុំមិនបានថាបងប្អូនយើងកាលណាឬក៏អីគេក្រុម rider ហ្នឹងគាត់មិនទេគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់យេព្រោះឯអ្នកក្រុមម៉ូតូមួយចំនួនក៏ជាងពិបាកដែរក៏ឲ្យគាត់ពេលខ្លះគាត់បង្កចលាចលទួចឬជីលឿនជីហេរ៉ូពីប្រទេសភាសាជាងទៅប៉ុន្តែក៏មានភាពច្រើនដែរដែលគាត់ល្អគឺល្អតាក់ទងដូចជាការជួយសង្គមសប្បុរសធម៌ហើយក៏គាត់គ្រប់ច្បាប់ដូចជាមានមួកមានអាវការពារមានអីចឹងមកស្បែកជើងឈុតឈូតអីចឹងទៅហើយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រប់ល្បឿនឲ្យផ្ដល់អតិភិបអីចឹងទៅមានច្រើនព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងនឹងការបញ្ជាយានជំនិះអូខេខ្ញុំអស់មែនតើមានប៉ុណ្ណេះហើយសូមមានគេហៅថាយោបល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយក៏ដូចជាមានអីចង់បន្ថែមតទៅនឹងពាក្យ rider ដែលខ្ញុំនិយាយមកអញ្ចឹង rider ឬក៏មានអ្វីបន្ថែមនៃការបញ្ជាយានជំនិះអំប្រយ៉ានៅលើដងផ្លូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបវាដើម្បីនិយាយឲ្យល្អជាងនឹងតិចថានេះគឺខ្ញុំនិយាយបានពីបីទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយតាមអ្វីដែលខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងអត់មានក្បាលប្រូលទេគឺចេះតែមិចចុះនេះញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា